muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắc Om. Mắc Om hệ thống thiết kế xây dựng chọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắc Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắc Hôn vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắc Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải thấp 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có mắt MAKHOME Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của Mark home Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do MAKHOME được tiếp thiết kế Đó chính là mẫu nhà của cô Vũ Thị Hồng Mai ở Thành Đông, Tân Châu, Tây Ninh Và trước khi chúng ta ghé thăm công trình nhà cô Mai thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark home Má Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trộn gói nhà ở, kèm vào đó là tư vấn phong thủy trên khắp cả tỉnh thành đất nước Việt Nam. Chúng tôi có số hotline 096 445 8888, 08281 3333, 33 09240 99999. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp số hotline này để được tư vấn. Hoặc quý vị có thể truy cập website chúng tôi là mahomegroup.vn, sau đó chọn vào mục là nhận tư vấn làm nhà. ha. Rồi chúng ta sẽ điền họ và tên, nè, số điện thoại, nè, hẹn một cần tư vấn. nè rồi mô tả nhu cầu quý vị vào sau đó ta ấn vào yêu cầu tư vấn ở đây nhân viên của chúng tôi khi nhận được cái mẫu này thì cũng sẽ chủ động để liên hệ quý vị để có thể tư vấn ha à, và hiện tại chúng tôi sẽ hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau ví dụ là youtube sẽ có kênh mắc home hoặc nhà đẹp mắc home à, tiktok có kênh nhà đẹp mắc home này. facebook là mắc home vn à, và kèm vào đó là những số hotline để quý vị có thể tham khảo trên website của Mắt home thì chúng tôi sẽ có những vật liệu của Mắt ví dụ là sơn chống thấm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng vân vân, rồi giới thiệu về trụ sở phong thủy, một số những mẫu nhà đẹp để quý vị có thể tham khảo qua à, những công trình thiết kế thi công trọn gói này ha, rồi cả về việc thi công nội thất nữa. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin đó chính là về các trụ sở của Mắt home trên khắp cả ba miền để quý vị có thể tham quan Ví dụ là ở miền Bắc sẽ có là trụ sở mắc Hà Nội, địa chỉ là 180 Phạm Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Ở miền Trung sẽ có trụ sở mắc hôn số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Miền Nam có trụ sở mắc Hồ Chí Minh, địa chỉ 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Hoặc trụ sở mắc miền Tây, địa chỉ là số nhà là 2701 khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. À, cho nên là nếu quý vị à, đang có nhu cầu để có thể đến trực tiếp, các showroom của chúng tôi để mà tham khảo qua về những mẫu nội thất cũng như là gặp gỡ trực tiếp với kiến trúc sư thì có thể đến uh, những trụ sở của chúng tôi uh, gần nhất với địa chỉ của quý vị ha. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với công trình của nhà cô Mai thì đầu tiên tôi sẽ mời quý vị xem qua đó chính là 3D ngoại thất ở bên ngoài của công trình này trước ha. Đầu tiên thì nhìn tổng thể bên ngoài, đây sẽ là một công trình rất là tiêu chuẩn của mắt Home đúng không nào, một công trình 2 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại một kiểu nhà mà thường hay được ưu ái gọi là mẫu nhà quốc dân của mắt hôn đầu tiên tôi sẽ nói về phần mái bên trên cái vị phần thấy phần mái ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế đây chính là phần mái nhật nha quý vị máy nhật thì cũng là một loại máy không quá xa lạ à, với mắt Home rồi đây là cái dạng máy hiện tại em nghĩ là được được chuộng nhất luôn á không chỉ là nhà hai tầng đâu mà cả những công trình nhà vườn nữa thì gia chủ cũng rất là thích những cái mẫu máy nhật như thế này trước đây thì người ta không đánh giá cao máy nhật hay bị gọi là máy lùn à, tức là không cảm giác là nó được cao ráo mang đến vẻ nổi bật cho nên là người ta không lựa chọn nhiều, nhưng bây giờ theo cái thời thế nó thay đổi thì dần dần người ta lại nhận ra rằng đó chính là máy Nhật có một cái vẻ đẹp gì đó mà nó tinh tế hơn, nó nhẹ nhàng hơn, tuy là không cao nhưng mà vẫn khiến người ta thích đó quý vị. À, cho nên là bây giờ thì rất là nhiều gia chủ lựa chọn cái phần máy Nhật luôn. Với máy Nhật thì nếu mà chúng ta so sánh trên cùng một diện tích xây dựng thì à À, một công trình xây dựng bằng máy nhật vào công trình xây dựng máy thái thì chắc chắn là xây dựng máy nhật thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn cho ngôi nhà quý vị bởi vì máy thái nó cao hơn Cho nên đòi hỏi là à, về cái phần ngói mà chúng ta lợp nó cũng phải nhiều hơn nè tay nghề thợ phải cao hơn cũng như thời gian thi công của công trình máy thái thường nó cũng sẽ dài hơn so máy nhật do đó thì về chi phí xây dựng thì máy nhật à, nó sẽ tiết kiệm hơn so với máy thái nha quý vị về vật liệu thì thường chúng tôi sẽ tư vấn với khách hàng lựa chọn đó chính là ngói braham kết hợp với vị kè hợp kim siêu nhẹ với ngói braham ở đây thì cái tông màu nữa sẽ là tông màu xanh nha quý vị ngói braham thì nó, nó cũng rất là nhiều màu nó thuộc vào cái dạng là ngói màu xi măng mà cho nên quý vị gần như thích màu gì cũng có ha nhưng mà chúng ta nên ưu tiên lựa chọn gam màu ví dụ là xanh nè, nâu cà phê, màu ghi, đừng nên lựa chọn gam màu quá chói bởi vì quá chói thì uh, nhìn thì nó nổi bật nhưng mà ví dụ những buổi trưa hay thế nào đó thì nhìn ngôi nhà sẽ uh, rất là chói mắt cho nên là quý vị cũng lưu ý vấn đề này. Tiếp theo thì có lẽ tôi sẽ nói đến đó chính là về uh, hệ thống cửa công trình đi. Quý vị thấy là cửa chính ở đây. Nếu mà chúng ta nhìn qua 3D thì quý vị nghĩ chất liệu nó là gì ạ? Nhiều uh, gia chủ sẽ nghĩ là đây sẽ là cửa gỗ đúng không nào thì thật sự cái này cũng tùy sở thích thôi Quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn là gỗ tự nhiên Nếu như cái khả năng tài chính của nhà mình cao Thì mình cứ lựa chọn cái phương án tốt mà mình thích Ví dụ là ở miền Bắc thì nhiều gia chủ sẽ lựa chọn là gỗ liêm Nam Phi Ở miền Nam thì nhiều gia chủ sẽ lựa chọn là gỗ căm xe, gỗ gõ đỏ Tuy nhiên nếu quý vị muốn tiết kiệm chi phí cho ngôi nhà của mình Thì có một cái giải pháp là chúng ta có thể đổi Từ cái chất liệu là gỗ tự nhiên đó sang cửa thép phân gỗ nha quý vị với thép vân gỗ thì à, cái đường vân bây giờ người ta làm cũng nhìn cũng rất là giống thật cái vị thích là màu nâu nâu đỏ hay là nâu đen như thế nào cũng có hết à, và à, chưa kể thép vân gỗ thì cái giá thành nó sẽ thấp hơn so với gỗ tự nhiên khá là nhiều cho nên là cũng giúp tiết kiệm chi phí ngôi nhà của mình với cửa thép vân gỗ thì à, nếu mà so công tâm với gỗ tự nhiên thì chắc chắn về độ bền thì à, cửa gỗ tự nhiên nó phải bền hơn rồi à, cái đó là điều chắc chắn không cần phải bàn và có một cái điều nữa là nếu quý vị thích những cái hoa văn trang trí quá cầu kỳ ví dụ là hoa văn trống đồng hoặc là tre hoặc là hoa thì rất là phức tạp thì chắc chắn là cửa vân gỗ nó không có cửa thép vân gỗ nó không đáp ứng được bởi vì thép vân gỗ thì chỉ có thể tạo hình đơn giản thôi quý vị còn nếu người ta muốn tạo hình quá phức tạp cầu kỳ thì chỉ có thể là gỗ tự nhiên thôi tuy nhiên cửa thép vân gỗ nếu mà so ra với nhiều dòng cửa khác nó vẫn đảm bảo độ bền nó không bền bằng gỗ tự nhiên không có nghĩa là nó không bền ha nó vẫn bền và có một ưu điểm nó em cũng khá thích đó chính là về cái độ cách âm nè cách nhiệt nè cũng như là cái việc mà đóng mở cửa thép vân gỗ rất là nhẹ tay bởi vì cái thép vân gỗ nó nhẹ hơn so với gỗ tự nhiên rất là nhiều cho nên là nó cũng thuận tiện cho cái quá trình sinh hoạt của gia đình hơn đó là bàn về khu vực cửa chính ha còn đây đây là những cái khu vực cửa à, sổ hoặc là à, cửa của tầng 2 thì quý vị có thể thấy là à, đều sẽ là cửa nhôm hệ kính nhôm hệ kính thì quý vị có thể ưu tiên lựa chọn là các dòng cửa nhôm sinh pha à, đặc biệt là nhôm sinh pha Việt Nam thì giá thành phải chăng và à, đóng mở cũng rất là thuận tiện bởi vì có hệ xoang EPDM, cấu trúc thanh nhôm rỗng cho nên là cách âm cách nhiệt rất tốt quý vị sơn tĩnh điện cho nên độ bền màu có thể lên đến 30 năm ha Sẵn đây nhắc về cửa thì em cũng sẽ giới thiệu quý vị một cái công cụ để mà chúng ta sẽ xem qua về cửa Đó chính là về thước lỗ ban Quý vị có thể truy cập vào website chúng tôi là markhomeduc vn à, Sau đó là quý vị chọn vào cái mục nè thước lỗ ban này nhé à, với thước lỗ ban là một cái công cụ để giúp chúng ta biết được những cung tốt hay cung xấu cho ngôi nhà của mình và đặc biệt là quý vị biết là thước lỗ ban 52,2 cm nè nó đo khoảng thông thủy là cửa và cửa sổ à, thì à, với mỗi cái không gian thì chắc chắn rằng cái việc mà chúng ta phải quan tâm đến cửa là cái điều rất là cần thiết đúng không nào nó đóng mở nó lấy sinh khí cho nên đặc biệt là những công trình của mắt hôm chúng tôi sẽ luôn luôn tính toán đặc biệt là có lối cửa chính cửa chính cửa ra vào đó thì sẽ thường sẽ được thiết kế để mà cái cung nó sẽ là cung tốt em ví dụ là à, kích thước của cửa em cho là hai năm trăm đi thì cái về sáng nó thuộc vào cung nào đây? À, nó lại thuộc vào cái cung là chiêu ôn thì đây là à, thiên tặc thì đây là cung không tốt cho quý vị. Cung này thì khá là xấu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nâng nó một chút xíu là 2580 À, thì nó lại thuộc cung là hoạch tài nằm trong khoảng tỷ tướng Thì đây sẽ là khoảng tốt nha quý vị Bởi vì đây là cái màu đỏ nè Vậy thì chúng ta sẽ tính toán như thế nào đó Để mà cái khoảng thông thủy, khoảng di chuyển lọt lòng Nó sẽ rơi vào con số này Quý vị lưu ý là chúng ta sẽ trừ đi những cái phần bản lề hai bên à, Thì mới ra được con số chính xác nha quý vị còn trở lại với ngôi nhà này ha thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát tiếp về một số những cái vật liệu khác quý vị thấy nè, ở đây chúng tôi sẽ ốp gạch trang trí ở vị trí bên trên bên dưới cửa sổ sẽ là ốp gạch việt nhật rồi những cái vị trí trụ cột ở đây cũng là gạch việt nhật luôn ha à, còn bên dưới chân tường này thì chúng tôi sẽ có thể là ốp granite nè tông màu đen vân mây nè hoặc là chúng ta có thể ốp đá grey gạch Brian, à, giả đá cũng được ha ở bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đá bóc và khu vực này thì chúng ta sẽ trồng một số những cái loại cây xanh nha quý vị Lan can ở đây sẽ là hệ lan can kính cường lực để góp phần mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn Và điểm nhấn công trình này có thể kể đến đó chính là cái dàn hoa ở đây Dàn hoa thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là quý vị có thể làm từ thép hộp Sau đó chúng ta sơn giả gỗ nha quý vị, cũng khá là đẹp Bên trên sẽ có một cái lớp máy kính che đó là tổng quay bên ngoài của công trình này. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị chúng ta đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà. ha. Đầu tiên nè, một lục bản vẽ kiến trúc nè, thì ở đây tổng thể tổng cộng là bản vẽ có 53 trang nha quý vị. đầy đủ là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. À, ngày hôm nay thì để tôi xem, ngày hôm nay có lẽ là tôi sẽ cho quý vị xem qua thêm ngoài mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt thì ta sẽ đọc cái trang là chi tiết thang bộ ha, trang KT32. À, một xíu ta xem qua về cái bản vẽ này bây giờ thì tôi sẽ xem đây chính là về mặt bằng định vị công trình đây là tổng quan công trình của nhà cô mai nè thì quý vị sẽ thấy nè ngôi nhà thì cũng khá là gần với trục đường giao thông ở phía trước ha và xét về hướng đi đây là có hoa tiêu để chúng ta biết hướng nè à, thì quý vị nhìn sẽ thấy là công trình hướng lên bên trên hướng vào bên phải bên trên ở đây sẽ là hướng bắc bên phải là hướng đông vậy là công trình sẽ nằm ở hướng đông bắc nha quý vị còn đây, đây là mặt bằng bát trạch phong thủy thì quý vị thấy là các hướng tốt của gia chủ nè. Tây Bắc sinh khí phúc lộc vẹn toàn, Tây Nam thiên y thiên thời che chở, Đông Bắc duyên niên một sự ổn định, Tây phục vị được sự giúp đỡ. Công trình này nằm ở hướng đó chính lúc nãy tôi nói là Đông Bắc, cho nên là duyên niên mọi sự ổn định ha tôi cho quý vị xem qua một số ảnh thực tế của công trình này thì đây đây là một số những hình ảnh thực tế mà chúng tôi đã chụp lại được phần flycam khi mà đến để mà khảo sát ký kết hợp đồng với gia chủ thì đây sẽ là cái khu đất của công trình ha sau này thì chúng tôi sẽ xây dựng ở cái vị trí này đó quý vị thấy không ạ À, công trình xong mới sẽ xây dựng ở đây. Em nghĩ là với cái diện tích đất rộng rãi thoải mái như thế này thì à, những cái phần còn trống xung quanh gia chủ hoàn toàn có thể ốp lát gạch cũng như là trồng thêm một số những cái loại cây để giúp cho à, tăng sinh khí cho ngôi nhà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đọc tiếp đến đó chính là mặt bằng của công trình ha. Với mặt bằng ở đây thì quý vị nhìn sẽ thấy là chiều dài ngôi nhà là 13,5 m nè quý vị, chiều rộng là 8,5 m. Còn diện tích thì tầng 1 diện tích thiết kế là 127 m2. Tầng 2 diện tích thiết kế ở đây chúng tôi ký hiệu là 104 m2. Bây giờ tôi sẽ cộng hai con số này lại ha. Lấy 127 nè, ta cộng cho 104 thì tổng diện tích thiết kế của cả hai tầng là tầm khoảng 231 m2 nha quý vị. Còn về công năng thì sao? Công năng thì tầng 1 sẽ có một phòng khách, khu vực phòng bếp ăn phía sau, đẩy về phía bên này là một phòng ngủ, hai phòng ngủ ha. Trong hai phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng biệt ở bên trong và có một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Đây là thiết kế rất là hợp lý. Tiếp theo là không gian tầng 2. Tầng 2 chúng tôi bố trí một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, có tổng cộng là thêm 3 phòng ngủ nữa và có hai khu vực nhà vệ sinh ở bên ngoài bây giờ thì ta sẽ cùng nhau xem qua đó chính là hình ảnh nội thất của công trình này ha đầu tiên là không gian phòng khách thì quý vị thấy ở đây gia chủ đã đặt đó chính là một uh, chiếc ghế sofa uh, cũng rất là hoành tráng ha với thiết kế là khung bên dưới là uh, sắc sơn tỉnh điện màu đen bên trên thì chúng tôi sẽ bọc phải nỉ ngay vị trí này sẽ là chiếc bàn trà cũng khá là to mặt bàn là hình tròn uh, chân bàn thì cũng là sắc sơn tĩnh điện màu đen luôn đối diện bên đây là kệ tv sẽ được thiết kế dạng treo Tiếp theo thì có lẽ là chúng ta sẽ xem qua đó chính là không gian bếp ăn của công trình Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế là một cái kệ tủ bếp hình chữ L nha quý vị Với chất liệu của MDF phủ melamine à, Phần cánh bên trên thì chúng tôi sơn trắng nè Bên dưới chúng tôi sẽ sơn màu đen Hai cái màu đối lập với nhau nhưng mà khi mà đặt một cách hợp lý Thì nó sẽ giúp nổi bật nhau lên khá là nhiều Tương tự với cái mặt bếp ở đây cũng vậy Mặt bếp lại là màu đen nhưng mà tường bếp lại là màu trắng Đây là cái điểm rất là thú vị của, của cái không gian này còn tiến ở phía bên này đi thì đây sẽ là khu vực phòng bếp ăn và kèm theo đó là bàn ăn. quý vị thấy là cái chân bàn bên dưới sẽ là chân gỗ nè. Xung quanh chúng tôi đặt 6 chiếc ghế ăn thì cái ghế này cái chân cũng gỗ luôn. Nhưng mà điểm ngồi thì chúng tôi cũng sẽ bọc vải nỉ tương tự với thiết kế của phòng khách. Bây giờ ta đến không gian cá nhân ngôi nhà ha. Đầu tiên là phòng ngủ số 1. Các vị thấy chiếc giường ở đây thì đầu giường chúng tôi sẽ bọc vải nỉ màu ghi được thiết kế sẽ rảnh khá là đẹp ở ngay trung tâm luôn. Cái việc bọc vải nỉ như thế này thì giá thành nó cao một chút xíu so với việc mà chúng ta chỉ làm đơn thuần là gỗ Nhưng mà nó sẽ mang đến thứ nhất là cái tính thẩm mỹ, thứ hai là nó an toàn Ví dụ là chúng ta đi lỡ có va chân vào những cái góc này của giường thì cũng không có bị chấn thương nha quý vị Rồi ở vị trí này sẽ là tủ quần áo và ở đây sẽ là bàn trang điểm tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 2 của công trình ha phòng này thiết kế đơn giản hơn so với phòng ngủ trước ở hai bên của chiếc giường sẽ là hai chiếc tắp đầu giường chi phí là tầm khoảng 2 cho đến 3 triệu một chiếc còn đây sẽ là không gian của tầng 2 và ta sẽ đến khu vực khung kính nhất đó chính là phòng thờ bàn thờ bàn cơm bên dưới đều chất liệu gỗ tự nhiên hai bên chúng tôi đặt thêm hai chiếc lọc bình bằng sứ rất là to để mang đến may mắn và tài lộc với lọc bình thì bên cạnh sứ quý vị cũng có thể lựa chọn đó chính là chúng ta có thể làm bằng gỗ nha quý vị Nhìn đến trên trên trần quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ đặt một cái tấm hút khói Cái tấm này có nhiệm vụ đó chính là ví dụ là nhang khói nó có bay lên nó cũng không gây ố phần trần của mình Đây là một thiết kế hàng nghĩ rất hợp lý Còn vị trí này thì chúng tôi sẽ đặt một cái vách cắt CNC này quý vị Chi phí là tầm khoảng hơn 2 triệu cho một mét vuông Bây giờ ta sẽ đến không gian phòng sinh hoạt chung ha Ở đây thì chúng tôi sẽ đặt đó chính là một chiếc ghế sofa băng được bọc vải nỉ Ở ngay phía trước là một chiếc bàn trà nhỏ nhỏ và ở đây sẽ là khu vực kệ tivi Ở bên đây thì chúng tôi sẽ thiết kế những cái học kệ được thiết kế dạng treo Tiếp theo ta sẽ đến với phòng ngủ số 3 của công trình ha Phòng này cũng là thiết kế An rất là thích nè Quý vị thấy là chiếc giường một lần nữa lại được bọc hoàn toàn ở bên ngoài Ở vách phía sau của chiếc giường thì chúng tôi sẽ ốp vải nỉ lên cao kịch trần Hai bên hai bên thì chúng tôi sẽ đặt những cái tấm gương Gương này cũng là gương cao kịch trần luôn à, Với những tấm gương này thì nó sẽ giúp chúng ta soi chính bản thân mình Ví dụ sau khi thay trang phục xong thì chúng ta có thể nhìn ngắm lại xem có điều chỉnh gì hay không An nghĩ đây của thiết kế cũng rất là hay còn bây giờ thì ta sẽ đến với phòng ngủ số 4 ở công trình này ha. Phòng ngủ này thì phần vách tường đầu giường thì bên này chúng tôi sẽ ốp là PVC giả lam gỗ Còn bên đây thì chúng tôi sẽ ốp đó chính là PVC giả đá Em thì em khá là ấn tượng với cái thiết kế của tủ quần áo Tủ quần áo thì quý vị thấy là sẽ được thiết kế cao kịch trần Cánh sẽ lắp cánh kính và kính này là kính màu đen nha quý vị Ở bên trong sẽ gắn đèn LED để mà hát sáng à, Với cái thiết kế này thì em thấy là nó tân lên cái tính sang trọng cho căn phòng ngủ lên rất nhiều và cuối cùng thì ta sẽ đến với phòng ngủ số 5 của công trình ha. Phòng ngủ này thiết kế đơn giản hơn những căn phòng trước. Chiếc giường cũng được đặt ngay trung tâm nè. Đối diện sẽ là vị trí tủ quần áo. An thì An rất thích những chiếc đèn ngủ được thiết kế dạng thả như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp đến đó chính là về mặt đứng của công trình này ha. Thì à, quý vị sẽ quan sát ở đây thì chúng ta xem qua về mặt đứng nè à, quý vị thấy là có số không định của máy ở đây là 10,8m uh, Sàn từ 1 đến sàn từ 2 là 4,2m Sàn từ 2 đến sàn máy sẽ là 3,6m ngược lại có số không xuống người sơn là 75cm nha quý vị tiếp theo tôi xem đến đó chính là về mặt cắt với mặt cắt này quý vị thấy đây đây là sàn tầng 2, sàn có sắp mái chúng tôi sẽ đều đều đổ sàn bê tông vị trí này thì em nghĩ là sẽ có cái vị trí thì chúng ta có thể di chuyển lên để mà thăm cái tầng mái ở đây là những cái vị trí ô cửa và ngay trung tâm sẽ là một thiết kế của cầu thang và sẵn tiện nhắc đến cầu thang thì lúc nãy tôi đã nói tôi sẽ cho quý vị xem qua về chi tiết thang công trình này ha thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đây đây là trang chi tiết thang Quý vị thấy đây là mặt bàn thang bộ từ 1 lên tầng 2 thì tổng cộng sẽ là có 25 bậc nha quý vị. 25 bậc sẽ tương ứng với công thức là 4n cộng 1 theo phong thủy. À, nó sẽ tương ứng với cung sinh, tâm sinh lão bệnh tử. Đây là cung rất tốt cho nên thường cái số bậc thang của người Việt Nam chúng ta cũng lựa chọn rơi vào cái công thức này thường là 25 hoặc 21 bậc nha quý vị. Còn đây là mặt cắt này để chúng ta quan sát cái hướng nó đi lên như thế nào tiếp theo thì đây đây là chi tiết cụ thể của khách hàng luôn thì quý vị thấy ở đây là chi tiết về cái phần lan can là có tay vịn nè con tiện inox nè kính cường lực nè dài 12 mm nè còn đây là một cái bậc thang ha, sẽ có lát đá granite màu đen à, lớp trắc lót bậc thang lớp gạch xây sàn bê tông cốt thép lớp vữa lớp sơn ba nước màu trắng vân vân bây giờ tôi xem đến hồ sơ kết cấu của công trình này để xem là ngôi nhà này xử lý loại móng gì nha quý vị Nhìn vào mặt bằng móng ở đây quá dễ để thấy đúng không nào và đã ghi quá rõ luôn. Đó chính là chúng tôi sẽ xử lý đây là móng băng nha quý vị. Móng băng sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách tốt hơn. Nếu mà chúng ta chia loại thì theo phương vị cũng băng một phương, móng băng hai phương. Cuối cùng xem qua hồ sơ điện nước công trình nhà cô Mai thì hôm nay thì tôi sẽ đọc đến để tôi xem coi. À, có lẽ là chúng ta xem về một vòng bố trí camera đi quý vị thấy camera sẽ được đặt ở phía bên ngoài, bên trong của ngôi nhà, nhiều vị trí phòng khách, phòng bếp, à, rồi ở phía sau của công trình ha à, sẽ có bộ điều khiển trung tâm, đầu ghi hình camera 10 kênh, màn hình quan sát kết nối với TV và ổ cứng lưu trữ dữ liệu 1T chúng tôi sẽ bố trí trong không gian của phòng khách. Vậy là ngày hôm nay thì em vừa giới thiệu quý vị đó chính là mẫu nhà của cô Mai ở Tây Ninh Một mẫu nhà quốc dân rất được yêu thích Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói Đừng ngần ngại liên hệ ngay mắt hôn số hotline 096 45 888 88 08 281 33 09 240 Sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị Đừng quên nhấn like, subscribe, chủng thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi Còn bây giờ em xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo